Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang xem màn ảnh nhỏ. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng ta lại có dịp cùng nhau gặp gỡ và giao lưu trong chương trình Sự thật online số ra lần thứ tư này. Chương trình được phát trực tiếp trên website suthotonline.com, kênh YouTube cũng như trên mạng Facebook của Sự thật online. Thưa quý khán thính giả, khoa học, thực tế cùng những minh họa sống động là những nét rất riêng mà chương trình Sự thật online mong muốn đem đến cho tất cả mọi người ở mỗi chủ đề khác nhau. Để tăng thêm tính thực tế và có những chủ đề về đạo Phật thiết thực với đời sống hàng ngày, những người làm chương trình chúng tôi luôn muốn tương tác cùng quý vị thông qua địa chỉ email hay những lời bình luận, nhận xét trên YouTube hoặc Facebook của Sự thật online. Kính thưa quý vị, trong quá trình đọc thư phản hồi của quý vị khán thính giả qua các kênh của Sự thật online, chúng tôi ghi nhận được chủ đề mong muốn tiếp theo trong chương trình này. Chúng tôi xin được trích đọc một vài gợi ý như sau. Một bạn có nick là Khoa học tự nhiên có bình luận như sau. Đúng rồi, chờ lâu quá, Sự thật online ơi. Mình xin gợi ý về chủ đề cho chương trình. Nếu được thì mong chương trình làm về chủ đề mê tín đi ạ. Mình thấy chủ đề này đang hot và rất là gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây rồi ạ. Nick Nguyễn Lê Phương thì có ghi: mùa Covid đi đến đâu cũng thấy cầu nguyện cho Covid qua mau, mà hơn một năm rồi thấy có hết gì đâu, chỉ toàn nặng thêm thôi. Kính mong chương trình Sự thật online ra thêm nhiều clip nữa đi ạ. Mê tín và chánh tín hoặc là nhân quả nghiệp báo, vân vân. Cảm ơn. Hay Nick Hoàng Quân có nêu: các anh chị cho em hỏi cúng sao, cầu an, cầu siêu có đúng với Đức Phật dạy không ạ? À? Mê tín là làm những việc gì là mê tín ạ? À? Nhân quả cũng hồi là sao? Cảm ơn các anh chị ạ. Vâng, những người làm chương trình Sự thật online chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những quý khán thính giả đã gợi ý như trên ạ. À. Thể theo lời yêu cầu và góp ý rất hay của quý vị khán thính giả trên, chương trình Sự thật online xin được gửi đến quý vị số ra thứ tư lần này với chủ đề mê tín, chánh tín. Có thể nói đây là đề tài thời sự rất nóng và đã được nhắc tới rất là nhiều lần trong thời gian gần đây. Thế nhưng hiện vẫn đang là nỗi nhức nhối của nhà nước cũng như những người làm tôn giáo. Đến với chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Đầu tiên là anh Trần Hoài Nam đến từ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý khán thính giả của chương trình. Vị khách mời thứ hai là chị Trương Thị Diễm Tuyền đến từ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Dạ, xin chào hai vị khách mời ạ. Lời đầu tiên xin mời anh Nam có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Xin mời anh ạ. Xin chào Ngọc Xuân, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Sự thật Online. Tôi hiện là giảng viên của trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất vui được tham gia chương trình Sự thật Online. Có thể nói chương trình rất khoa học, thực tế và thú vị. Dạ, xin cảm ơn anh Nam ạ. Dạ, xin mời chị Dũng Tuyền ạ. Xin chào quý vị khán thính giả thân thương của chương trình Sự thật Online ạ. Đây là một chương trình rất là hay, rất là bổ ích và thực tế. Tôi cũng thường hay xem chương trình ở các tập trước. Tôi hiện là giáo viên mầm non. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Thế thì chị thấy chủ đề ngày hôm nay của chương trình đặt ra như thế nào ạ? Tôi thấy chủ đề hôm nay khá là gần gũi và thiết thực. Hiện nay trên các trang mạng, các báo đài cũng đang xôn xao về vấn đề này. Và đây cũng là bài toán nan giải cho các nhà chức trách. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Tuyền. Thế thì còn anh Hoài Nam ạ, anh thấy chủ đề ngày hôm nay thế nào ạ? Tôi thấy cũng giống như chị Tuyền vậy. Hiện nay có rất nhiều người họ làm những cái việc mê tín mà họ không biết. Vâng ạ. Thì câu hỏi đầu tiên chương trình muốn đặt ra với chị Tiền đó là: mê tín là gì và tín ngưỡng là gì? Hai vấn đề này nó có liên quan gì đến nhau không ạ? Mê tín được người ta định nghĩa là có niềm tin vào những cái điều phù phiếm, mơ hồ, không có căn cứ nào để chứng minh cả. Còn định nghĩa tín ngưỡng được quy định tại khoản 1, điều 2, luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo đó, tín ngưỡng là niềm tin của con người, được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán, truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. Theo tôi biết là như vậy. Còn mối tương quan là cùng giống nhau về niềm tin đặt vào một chỗ nào đó, một cá nhân nào đó hay một chủ thể nào đó, vân vân.
Còn khác nhau á, thì mê tín á, là cũng đặt niềm tin nhưng mà đặt bị sai, không có đúng với khoa học tự nhiên. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Tuyền ạ. Vẫn là câu hỏi như trên ạ, theo anh Nam thì anh thấy như thế nào ạ? À, dạ vâng, theo tôi á, tín có nghĩa là tin, ngưỡng á, là ngưỡng mộ. Tín ngưỡng nghĩa là mình ngưỡng mộ ai đó, rồi tin tưởng vào người nào đó. Như tín ngưỡng thờ cúng ông bà, tổ tiên, tín ngưỡng thờ thần, thờ mẫu, thờ thành hoàng, bổn cảnh, thờ thổ công, thổ địa, vân vân. Còn mê có nghĩa là u mê, mê lầm, không sáng suốt. Tín cũng có nghĩa là tin. Mê tín có nghĩa là tin lầm và tin sai sự thật. Dạ vâng ạ. À. Còn dị đoan là như thế nào ạ thưa anh? Còn dị đoan là làm những cái việc kỳ quái, kỳ cục. Ví dụ như là đâm heo, đâm trâu, chọi trâu, rất là dã man. Dạ vâng ạ. Thì có lẽ thì chưa bao giờ là cái vấn đề mê tín nó trở nên là tràn lan như hiện nay ạ. Thì các vấn đề như là linh đồng cốt, cúng sao giải hạn, cầu siêu, xin sao mới khỏe, đốt giấy tiền vàng mã vân vân, thì rất là nhiều gia đình đã phải tan nhà, nát cửa, thất thoát tài sản cũng chỉ vì mê tín. Thì nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng rằng mê tín đang dẫn dắt con người đi xa vời với thế giới văn minh và tiến bộ xã hội. Thì theo ý kiến của anh chị về cái vấn đề này như thế nào? Dạ xin được mời chị Diễm Tuyền đầu tiên ạ. Những hoạt động như là lên đồng, cúng sao, giải hạn, cầu siêu, xin xăm bói quẻ, đốt giấy tiền vàng mã, vân vân. Đây là những tục lệ bắt nguồn từ đạo Lão Trung Hoa ngày xưa và du nhập vào Việt Nam đã từ rất lâu rồi. Vì vậy các tục lệ này đã ăn sâu vào đời sống và tinh thần của con người Việt Nam, rất khó mà thay đổi trong một sớm một chiều được. Nó cũng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông bà cha mẹ dạy thì con cháu phải làm theo, người này bắt chước người khác và được thực hành một cách rất là máy móc, không có sự suy nghĩ chính đáng. Đa số những người mê tín dị đoan dưới cái dạng này thường được ẩn nấp sau danh nghĩa là phong tục cổ truyền hay là tín ngưỡng dân gian, thậm chí còn núp bóng trong một số đạo giáo. Tôi phải thừa nhận rằng việc giải quyết mê tín hiện nay rất là cấp bách, cần được đảng, nhà nước và các ban ngành quan tâm nhiều hơn nữa. Tôi lấy ví dụ điển hình về vài sự việc mê tín mà để xảy ra những cái chuyện bi hài như lễ hội đền Trần xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để chạm vào chiếc ấn, thậm chí là cướp ấn. Họ tin rằng làm những điều này sẽ được nhiều tài lộc và may mắn trong năm, sẽ được thăng quan tiến chức, vân vân. Tiếp theo là cái vụ phát hiện con cá chép ở dưới kênh nước ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Thế mà mọi người kháo nhau là cá thần, rồi ùng kéo nhau đến khấn vái, làm mất đi an ninh trật tự của xã hội. Tiếp đó là cái vụ con rắn nước bò lên ngồi cạnh ngôi mộ, vậy mà cũng đồn nhau là rắn thần, rồi kéo nhiều người đến để mà chiêm bái. Đau lòng hơn là ngày 4 tháng 2 năm 2021 vừa qua, báo chí đã đưa ra rất là nhiều tin về vụ việc 4 sinh viên ở quận Đống Đa, Hà Nội, với lý do là đốt giấy tiền vàng mã để cúng ông Công, ông Táo, rồi sơ ý xảy ra cái vụ hỏa hoạn. Kết cuộc thì người thì chết, người thì bị thương vong. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được xác định xảy ra lúc 12h45 trưa nay, ngày 4 tháng 2, tại một phòng trọ ở ngõ 73 khu phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Được biết, những người thuê trọ tại đây là sinh viên năm 3 và năm thứ 4 của Trường Đại học Thủy Lợi. Sáng 4 tháng 2, cả 4 người trên tổ chức cúng ông Công ông Táo và mời bạn đến ăn cùng. Khoảng 12 giờ cúng xong, các sinh viên hóa vàng ở trước cửa phòng trọ. Khi tiền vàng không còn cháy nữa thì tất cả đi vào nhà, không đổ nước, cũng như hót bỏ cho đi mà vào ăn cơm trong nhà. Một người trong nhóm sau đó đã ra đầu ngõ 123 phố Khương Thượng uống trà đá, đồng thời khóa cổng sắt lại.
Khoảng 15 phút khi quay trở lại, anh này phát hiện khói bốc ra từ phòng trọ nhiều, ba xe máy đang dựng trong sân đã bị cháy. Nhiều người dân xung quanh đã nhanh chóng dập lửa nhưng bất thành. Thật là xót xa. Có rất là nhiều trường hợp xảy ra thật là đáng thương tâm. Mà hậu quả cũng từ mê tín mà ra. Vì vậy, theo tôi, câu nói mê tín đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội là rất đúng và rất là đáng báo động trong xã hội hiện nay. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là hay của chị Diễm Tuyền ạ. Thế còn anh Hoài Nam ạ, anh đánh giá câu nói này như thế nào thưa anh? Dạ vâng, tôi thấy chị Tuyền nói rất phải. Dạ. Quả thật, mê tín dị đoan, thậm chí là cuồng tín đã và đang dẫn dắt rất nhiều người xa rời thực tiễn và khoa học. Mê tín xảy ra vào cái thời kỳ lạc hậu, phong kiến ngày xưa đã đành. Thế nhưng hiện nay, cái trình độ khoa học kỹ thuật và con người cũng đã lên rất cao rồi. Mức độ đã vươn ra cái tầm vũ trụ rồi. Hướng đến sự sống ngoài trái đất. Thế mà con người ta vẫn thích vòng luẩn quẩn, thích sống những cái hủ tục lạc hậu. Thật là khó hiểu. Đặc biệt vào cái thời Lê Sơ khoảng thế kỷ 15 và 16, cái tội mê tín dị đoan có thể bị khép vào cái án tử hoặc là giáng chức. Điều này được quy định rất rõ trong cái quốc triều hình luật thời ấy. Hay vào thời Hoàng đế Gia Long, đầu thế kỷ 19, Bộ luật hình nhân mạng quyển 196 trong cái khâm định Đại Nam Hội Điển đã quy định rất rõ hình phạt chi tiết cực kỳ nghiêm khắc dành cho những cái tội danh mê tín trong dân chúng. Nếu mà bị phát hiện, tội nhân bị xử rất nặng, người tố giác được thưởng rất lớn. Người xưa đã quan tâm và có những cái biện pháp chế tài rất là linh hoạt để kiểm soát, kiểm tra những cái hành vi tâm linh sai trái. Trong dân gian có câu, mùng 5, 14, 23, đi chơi cũng thiệt, huống là đi buôn. Người xưa cho rằng ba cái ngày này, kiêng xuất hành, làm việc lớn, hôn sự, rồi cúng tế, vì sợ cái công việc nó dở dang, không hoàn thiện, khó đạt được cái mục đích, không nhí hoặc gặp cái chuyện không lành như tai nạn, chết người, cưới hỏi đi xa. Tôi thấy trí tưởng tượng của con người thật là đa dạng. Theo cái truyền thuyết nói rằng, do xa xưa nhà vua thường đây hay đi thị sát dân chúng vào những cái ngày mùng 5, 14, 23 hàng tháng. Người dân thì không được phép nhìn mặt vua, nên kiệu vua đi tới đâu á, dân chúng phải sụp lạy tới đó. Nếu mà ai mà lén nhìn sẽ bị xử phạt rất nặng. Do đó ba cái ngày này đó, nhiều người không có ra đường. Người ta để tránh cái rủi ro cũng như cái phiền toái. Rồi về sau này riết người ta đồn đoán tay nhau, rồi người ta kỹ luôn ba cái ngày này. Đó. Rồi sau này tôi thấy người ta đưa ra cái con số 4, rồi con số 13 cũng là cái con số xui xẻo nữa. Người ta đưa ra là cái con số 4 là số tử và số 13 là số xui xẻo. Tôi xin lấy cái ví dụ cụ thể này. Ngay cái thang máy của chúng ta đi trong những cái chung cư hiện nay, ai hiện ở cái chung cư thì sẽ biết rất rõ điều này. Số 4 họ kiêng kỵ nên cái tầng 4 họ đổi thành cái số 3A. Rồi cái tầng số 13 đó thì người ta đổi thành là 12A. Tôi thấy việc tin vào những cái điều này thật là vô lý. Nếu số 4 và số 13 là cái số xui xẻo, không may mắn, cần phải tránh né, vậy thì tôi xin hỏi nè, học sinh học lớp 4 sao không gọi là học sinh học lớp 3A? Rồi đứa bé 13 tuổi sao không gọi là 12A tuổi? Nếu mà xui rủi vậy, rồi dân cư ở cái phường 13 quận 4 được giải thích ra sao đây? Họ sống từ bao đời nay rồi, có vấn đề gì đâu? Vân vân. Tôi thấy điều này rất là buồn cười. Dạ vâng, câu chuyện của anh Nam rất thú vị. Tôi cũng thấy hầu hết là các chung cư mà có thang máy như hiện nay á, như anh Nam nói á, thì đều hiển thị số tầng trong thang máy như vậy. Thì có vẻ họ xem đây là một cái quy luật hoặc là một cái xu hướng tất yếu vậy. Một câu hỏi được đặt ra tiếp theo đó là, đúng ra thì khi mà xã hội ngày càng phát triển á, thì con người sẽ bớt mê tín đi vì nhờ trình độ dân trí được nâng cao lên. Thế nhưng
Nhưng cớ sao nó ngược lại vậy? Thực tế hiện nay thì có rất là nhiều người lắm mê tín hơn trong thời đại hiện nay vậy. Xin được mời chị Diễm Tuyền cho ý kiến về cái vấn đề này ạ. À, việc mê tín là do người ta không có hiểu nên tin sai, dẫn đến mê tín. Họ cứ đặt niềm tin vào những cái việc mà không có kiểm chứng. Thời xưa cũng vậy, mà ngày nay cũng vậy. Mê tín cũng như một kẻ nô lệ, bị trói buộc bởi những nỗi lo sợ vô cớ do chính mình áp đặt lên chính mình thôi. Trên thế giới có hai nhóm người rõ rệt. Một là nhóm không mê tín, hai là nhóm mê tín. Tuy nhiên, ai cũng nghĩ là mình thuộc về nhóm không mê tín. Như hiện nay, có một số đạo thành lập ra và cho rằng đạo của mình là không mê tín. Và họ có bằng chứng để hỗ trợ cho những nghi lễ, giáo điều và tín ngưỡng của họ. Và bằng chứng duy nhất và tối quan trọng nhất là đức tin của họ. Như đã nói ở trên, với cái ý niệm đức tin thì tín đồ không cần phải là giải thích được bằng kiến thức khoa học hiện thời về bất cứ điều gì, dù là huyễn hoặc và khoáng khoa học hay là phản thực tế bao nhiêu. Ngày nay, mặc dù trình độ khoa học kỹ thuật phát triển lên rất là cao, nhưng trong cái thế giới mênh mông rộng lớn này, rất nhiều kiến thức và sự hiểu biết mà con người chưa có chạm tới được. Điển hình như ngoài trái đất ra còn có vô số hành tinh ngoài vũ trụ, nhưng mà con người mình cũng không có biết hết được đâu. Ví dụ như là các hành tinh chứa đầy nước bị ánh sáng mặt trời chiếu vào và khúc xạ, dẫn đến những cái hiện tượng như là lấp lánh, chớp tắt như ngôi sao vào ban đêm. Rồi từ đây người có đầu óc khôn lanh lừa gạt người nhẹ dạ cả tin, nói rằng các ngôi sao này chiếu vào mạng người đó thì khi mà ngôi sao nào tốt chiếu vào mạng người nào thì người đó sẽ được may mắn, còn mà ngôi sao xấu chiếu vào thì sẽ bị xui rủi, làm ăn thất bại, vì những cái người ấy thiếu kiến thức, không có đủ trình độ để hiểu biết điều này, nên nó bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt, bảo là phải cúng sao giải hạn mới tay qua nạn khỏi, vân vân. Đó là phần hữu hình, còn phần vô hình còn ghê gớm hơn nữa. Dạ, phần vô hình như thế nào? Chị có thể nói rõ hơn được không ạ? Phần vô hình là phần mình không có nhìn thấy bằng mắt thường được, nhưng thực tế thì nó lại tồn tại. Tôi lấy ví dụ như có nhiều trường hợp có những cái đứa bé mới có 7-8 tuổi vì lý do gì đó mà có thể nhớ được tiền kiếp của nó, nói rất là đúng về kiếp trước của nó. Điều này thì khoa học chưa có giải thích được. Rồi một người mù mà có thể tiên đoán được cái những cái hiện tượng xảy ra trong tương lai rất là chính xác luôn. Rồi nhiều người cầu xin cúng giấy làm ăn, tự nhiên phát đạt lên, tự nhiên giàu lên, phất lên. Rồi nhiều người khác đang bị đau cột sống, bị thoái hóa địa điểm, tự nhiên không cần dụng cụ gì cả, tự nhiên vuốt cái lưng cái, bỗng nhiên hết bệnh. Đó, những điều tưởng chừng như là rất khoái lạ kia, chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường được, nhưng thực tế lại có sự hiện hữu của nó. Khoa học di vật biện chứng ngày nay đang rất là tranh cãi về những sự vật, những cái hiện tượng như thế này họ chưa có giải thích được. Tuy nhiên, đối với đạo Phật chân chính ngày nay thì những điều trên hoàn toàn có thể lý giải được, không có khó khăn gì cả. Dạ vâng, rất hấp dẫn đấy ạ. Xin trở lại, chính vì những điều ta không thấy mà lại xảy ra rất là lạ lùng, rất là linh thiêng huyền bí như vậy, nên người ta gọi là thế giới tâm linh hay là thế giới siêu nhiên. Vốn dĩ con người rất là nhỏ bé so với thiên nhiên, so với cái thế giới này. Hơn nữa, đa số con người đều dính vào tiền tài, danh lợi, địa vị, nên hay sợ mất nó. Họ kiên quyết là phải giữ nó. Nên khi mà gặp những cái hoạn nạn, khó khăn, bất hạnh thì họ hay tìm đến cái sự che chở của thế lực siêu nhiên. Một số người lý luận rằng không được phù hộ thì tại sao có nhiều người tin? Nhiều người cũng thành đạt, cũng giàu có lên. Họ nghĩ là có thờ mới có thiên, có kiêng mới có lành. Từ đó mới phát sinh ra nhiều vấn đề về mê tín và hệ lụy. Dạ vâng ạ.
Tôi cũng xin lấy ví dụ thực tế mà rất là dễ gặp hiện nay, như nhiều chủ tiệm kinh doanh rất là tin vào cái việc như là đốt phong long hay là đốt giấy tiền vàng mã để cầu mong cho mình được mua may mắn đắt. Họ tin rằng là khi mà mình đốt giấy tiền vàng bạc hay là đốt một cái tờ giấy trắng nào đó thì sẽ xua đuổi được những cái xui xẻo, tự nhiên khách hàng sẽ đến nhiều hơn. Dạ vâng ạ, tôi cũng công nhận là cái thực trạng này như là nó đã ăn sâu vào cái tiềm thức của những người kinh doanh buôn bán ở nước ta ngày nay rồi. Dạ thế thì còn anh Nam à, anh nghĩ sao về vấn đề này ạ? Tôi nghĩ người ngoài đời nói chung mê tín, nghĩ sai và làm sai là chuyện bình thường. Còn trong chùa, một số thầy xuất gia đi tu không hiểu biết có sai hay không, nhưng tôi thấy họ làm chưa đúng lắm. Sao vậy anh ạ? Tôi xin kể một số cái tình huống mà dở khóc dở cười mà có thật, xuất phát từ việc làm của những cái vị thầy được coi là đại diện cho Đức Phật như sau. Như ông nhà của ông bạn tôi có cái tang, hôm tôi đến dự viếng thì ông thầy, tôi có nghe ông thầy ông bảo thùng tiền mà phúng điếu phải để cho nó sạch ngay ngắn thì tiền nó mới vô. Thật sự là tôi nghe tôi tá hỏa, tôi tự hỏi phúng điếu hay kinh doanh. Rồi khi ma chay chôn cất xong thì gia đình ông bạn tôi mới giác ngộ được cái lý vô thường, muốn thỉnh tượng Phật về thờ trong nhà, cũng cái mời ông thầy này tới. Ông thầy ông phán: tôi điểm nhãn Phật bằng rượu nên lau mắt Phật nhẹ nhàng, kẻo trầy không điểm nhãn được. Tôi nghe xong không khỏi buồn cười. Tôi cũng xin kể về vài vụ hài hước có liên quan đến mấy ông thầy. Xin mời chị Tuyền cứ kể đi ạ. Số là sếp của đứa bạn tôi mới mở công ty kinh doanh làm ăn, mà ông này có máu mê tín hay sao ấy. Ông ấy nghe ông thầy nào nói là khai trương thì nên cúng, mà phải cúng nhiều viên cho nước nha, để cho làm ăn trôi chảy nè, cúng càng nhiều càng tốt. Nghe ông thầy phán vậy, thế là ông sếp bảo nhân viên mua mười mấy viên cho nước để cúng rồi ăn. Nhưng mà anh Nam với chị Sưng có biết chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì xảy ra chị ạ? Thì phát tài phát lộc đâu không thấy. Chị thấy ông ấy vừa ăn được mấy viên thì bị mắc nghẹn, kêu cứu quá trời, mém chết luôn. Rồi nhân viên một phen đứng phía sau cười sắp mặt luôn, đau cả bụng. Rồi cái vụ mọi người kháo nhau đứng chờ hoa sa la rụng để được may mắn, cầu gì ước thấy. Thế là mọi người kéo nhau đến cây sa la ở chùa, nhắm mắt thành tâm, chờ hoa sa la rụng, mong được may mắn như mọi người. Có người đứng cầu cây sa la từ sáng cho đến tối, chẳng thấy gì. Dạ vâng ạ. Thế thì câu hỏi được đặt ra là cái mức độ mê tín nó có cái phụ thuộc vào cái trình độ văn hóa của mỗi người hay không ạ? Hay nói cách khác là con người khi mà có trình độ học vấn càng cao thì càng sẽ ít mê tín, hoặc là họ sẽ sáng suốt hơn ? Có phải như thế không ạ? Thưa anh Nam ạ. Không hẳn như vậy. Tôi thấy người có trình độ thấp thì mê tín theo kiểu thấp. Người có trình độ cao thì mê tín theo cái kiểu khác. Nhà nghèo thì mê tín theo cái kiểu của nhà nghèo. Nhà giàu thì mê tín theo kiểu của nhà người giàu. Như tôi nói lúc trên, mê tín có nghĩa là tin lầm, tin sai sự thật. Mà người không hiểu biết hoặc không chịu tìm hiểu, khi mê tín rồi thì bất kể tầng lớp nào cũng mê tín hết. Tôi lấy ví dụ, ngày xưa khi kinh tế còn khó khăn, chật vật, có người ta chỉ có quan niệm là ăn no mặc đủ thôi, là quý lắm rồi. Nhà nghèo có nhà ở, đôi khi trải chiếu nằm co ro, chen chúc nhau ngủ, nguyên cả đại gia đình vậy. Bếp thì nhóm củi nhóm than, ai có bếp giàu cũng là khá lắm. Rồi con cái thì nheo nhóc, lo cho nó biết được cái chữ là cả một vấn đề. Ngày hôm nay nè, cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều lắm mà. Con người lại thay đổi cái quan niệm tùy theo hoàn cảnh. Ăn thì phải ăn ngon mặc đẹp mà. Rồi từ phú quý mà sinh lễ nghĩa. Con người bắt đầu muốn phú quý hơn, giàu sang hơn. Rồi gặp mấy cái ông thầy bày vẽ, lừa gạt kiếm tiền. Phải bắt thay đổi, nào là thay đổi cái hướng giường nằm nè, thay đổi cái hướng bếp nè, rồi gắn mấy cái bình hồ lô ở trong nhà để cho nó hút cái khí xấu. Đó. Rồi thay đổi cái chữ ký sao cho nó đẹp, thật là sang chảnh.
quý phái và ăn nên làm ra, vân vân. Người ta bắt đầu mê tín từ cái lúc nào mà không biết. Dạ vâng ạ. Thì gần đây người dân trên toàn thế giới đang phải mắc bệnh một căn bệnh đại dịch Covid-19 rất là quái ác và nguy hiểm. Phút chốc thì lan nhanh, lan rộng trong cộng đồng, quốc gia và trên toàn thế giới. Và hiện tại thì tình hình dịch bệnh đang diễn ra rất là phức tạp. Nó có thể nhấn chìm bất cứ một cái quốc gia nào đó nếu mà chủ quan. Thì người ta cho rằng chính mê tín đã góp phần vào việc tạo nên dịch bệnh Covid-19 tại một số quốc gia trên thế giới. Thì thưa chị Tuyền, chị nghĩ sao về cái vấn đề này ạ? Chúng ta thấy cái việc tin sai, làm sai á, vẫn diễn ra đầy dẫy khắp nơi trên thế giới đó. Danh giới từ tín ngưỡng chuyển sang mê tín rất là mong manh. Dạ. Điển hình như ở Hàn Quốc, một người phụ nữ bị nhiễm Covid-19 và lây nhiễm luôn cho cả một nhà thờ của một giáo phái. Phút chốc nhanh chóng lan rộng ra toàn nước ấy, khiến cho chính quyền nước này rất là lao đao. Dạ. Điều đáng lưu ý ở đây là giáo phái này họ lại tin là họ sẽ bất tử. Họ khuyến khích người dân trong giáo phái của họ ly hôn, từ bỏ gia đình, chỉ tập trung vào cái việc là truyền bá đạo của họ. Rồi kế đến là bài học ở Ấn Độ đang diễn ra. Nước của họ cũng đang khổ sở vì dịch bệnh. Nhưng dường như người dân cũng không có quan tâm lắm. Hàng triệu người dân Ấn thoải mái tắm trên dòng sông Hằng. Vì họ tin đó là dòng sông linh thiêng, cho phép tẩy trừ mọi tội lỗi, cứu họ thoát khỏi dịch bệnh, vì nghĩ là sẽ được giải thoát. Nhưng mà theo chị có tin như thế không? Dạ, đối với riêng tôi thì tôi không tin như vậy đâu. Vì sao chị lại không tin, trong khi hàng trăm triệu người dân, người ta đều tin như thế? Dạ, đó thì cái suy nghĩ cá nhân của tôi thôi ạ. Thì tôi xin được phép đưa ra một cái ví dụ như sau. Nếu dòng nước ấy là có thể cứu họ khỏi dịch bệnh, thì thế sao thì dịch bệnh nó vẫn cứ lan nhanh và lan mạnh tại đất nước họ như vậy ạ? Theo thống kê thì có hàng nghìn hành khách hành hương cũng đã bị lây nhiễm vào trong cái lễ hội đó rồi. Dạ, nếu mà thực sự cái dòng nước ấy là dòng nước thiêng như vậy á, thì cá tôm ở dưới sông Hằng á, nó đã được giải thoát khỏi cái kiếp cá tôm nó từ rất lâu rồi ạ. Ồ, chị cũng có sự phản biện thú vị quá ha. Dạ, cảm ơn chị. Thì đó là chỉ là một cái suy nghĩ rất là đơn thuần của tôi thôi ạ. Rồi kế tiếp, cảnh hàng nghìn phụ nữ Ấn Độ tập trung lại cùng nhau dâng nước thiêng cúng cho thần linh, vì họ nghe pháp sư tuyên bố là Covid-19 là do thần linh nổi giận. Tôi thấy báo chí cũng đưa tin vụ này rất là nhiều. Rồi chị biết không, cảnh nhiều người đàn ông Ấn tập trung lại tắm bằng phân bò để ngăn virus Covid-19. Vì đối với đạo Hindu, bò là loài vật rất là linh thiêng. Tất nhiên đây là quyền tự do tín ngưỡng của người ta. Tôi chỉ đưa ra một số bài ví dụ để chúng ta rút kinh nghiệm vậy thôi, chứ chúng ta tự mà suy ngẫm thôi. Những cái hành động này được gọi là gì? Mỗi người chúng ta sẽ tự có kết luận riêng cho mình. Dạ vâng ạ. Thế thì việc cái người dân họ đổ xô tụ tập lại đông đúc để cầu xin, cầu nguyện như vậy thì chưa biết thì nó có hiệu quả gì hay không. Nhưng thấy trước mắt đó là nguy cơ bùng nổ dịch và phát bệnh rất cao tại những đợt như vậy. Thì vì sao họ vẫn cứ làm như vậy thế chị nhỉ? Đây là niềm tin và tín ngưỡng của mỗi người, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Nó được lan truyền từ rất lâu rồi. Mỗi người có sự hiểu biết và niềm tin cho riêng mình. Người ngoài thấy rằng họ mê tín, hiểu sai, tin sai và làm sai, rồi khoảng khoa học hay là không thực tế vân vân. Nhưng đối với họ, họ cho là đúng thì sao? Cho đến khi nào để xảy ra những cái hậu quả nghiêm trọng, hoặc khi nào nhà nước, chính quyền của họ lên tiếng và ban hành luật để chế tài hay là xử lý thì mới rõ. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn chị Tuyền ạ. Xin được quay trở lại với đất nước chúng ta. Hiện nay thì đảng và nhà nước ta đã phải vô cùng rất là vất vả vì dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất là phức tạp bởi các cá nhân và tổ chức thiếu ý thức và sự hiểu biết. Như vậy thì liệu đâu đó nó có sự mê tín ở những trường hợp cá nhân tổ chức nào đó gây ra không ạ? Thưa anh Nam ạ. Chị nhắc đến đây thực sự là tôi rất là bức xúc. Dạ, bức xúc hả? Dạ, bức xúc gì vậy? Tôi thấy cái người thường mê tín làm sai đã đành. Còn trong chùa các thầy đi tu để tìm giác ngộ giải thoát cho mình. Dạ. Rồi để đi độ lại cho người khác. Nhưng thực tế các thầy ấy lại đi gieo rắc những cái hành vi mê tín dị đoan. Gieo rắc mê tín dị đoan ạ? Sao anh ạ? Nói ra thì thực sự là sự thật thì mất lòng. Dạ.
Nhưng tôi nghĩ nêu ra đây cho mọi người để biết, để cùng rút kinh nghiệm. Dạ vâng ạ, tôi nghĩ thì anh cứ nêu ra đi ạ, để cho tất cả mọi người cùng biết, và cũng cái đó là cũng là rút kinh nghiệm nè. Vâng, trường hợp thứ nhất mà tôi muốn nói đến là sư thầy tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đang mùa dịch Covid hoành hành á, mà thầy ấy lại tập trung rất đông người, tổ chức diễu hành hàng chục cái chiếc xích lô chạy vòng vòng quanh các đường phố thành phố Hồ Chí Minh để mà mừng lễ Phật Đản. Ghê vậy ha, sao thầy ấy lại có thể làm như thế nhỉ? Thì đó, một vị có chức sắc là phó viện trưởng Viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh mà lại đi làm những cái hành động như vậy, thật không thể chấp nhận nổi. Quá là coi thường cái chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Dạ, vậy hả anh? Rồi chính quyền và giáo hội thì họ có nói gì không ạ, thưa anh? À, tôi thấy chính quyền thì cũng có nhắc nhở sư thầy này. Dạ. Đồng thời Hòa thượng Thích Trí Quảng, viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng tổ chức một cái buổi họp rút kinh nghiệm về trường hợp này. Dạ. Sư thầy Thích Nhật Từ cũng bị nhắc nhở và chịu khiển trách. Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ quận 10, nơi đã tổ chức diễu hành xe hoa xích lô trong đại lễ Phật Đản vừa qua, gây sự quan tâm của giới chức năng và dư luận. Theo đó, thượng tọa giải trình và nhận lỗi do sơ suất đã không đọc kỹ thông báo của giáo hội là không được phép diễu hành xe hoa, nên đã cho làm 15 chiếc xích lô trang trí biểu tượng Phật Đản, dự định diễu hành xuất phát từ chùa Giác Ngộ đi qua một số tuyến đường. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin của lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố yêu cầu dừng, thượng tọa liền cho dừng và giải tán theo chỉ đạo. Rồi nữa, cũng liên quan sư thầy Thích Nhật Từ này nè. Ông ấy lên giảng đạo tại chùa Tượng Sơn ở Hà Tĩnh. Cho các sĩ tử chuẩn bị thi tốt nghiệp, ông ấy làm phép, làm bùa chú vào các cây viết cho tụi nhỏ thi đậu. Bắt tụi nhỏ đốt đèn dân sớ. Sau sự việc lùm xùm này thì báo chí cũng đăng tin quá chừng. Ông ấy mới lên mạng nói rằng: tôi không làm bùa phép ma tà gì cả, mà chỉ là cầu nguyện cho sĩ tử thi tốt nghiệp. Đây là nghi thức sái tịnh, là chánh pháp trong đạo Phật. Đây là một cái hành động nhồi nhét mê tín vào đầu các em, bằng việc cái hành vi mê tín. Nhằm làm suy yếu, lụi tàn cái tương lai của đất nước. Dạ vâng ạ. Tôi thấy trong cái cuốn giáo dục công dân lớp 7 con nói mà yểm bùa cúng bái trước khi đi thi để được điểm cao là mê tín dị đoan. Dạ tôi cũng xin ngắt lời anh Nam một chút xíu ạ. Dạ tôi khẳng định đây không phải là chánh pháp của Đức Phật. Việc mà yểm bùa cúng bái trước khi đi thi để được điểm cao á, là hai trong năm mục nói về mê tín. Mà trong sách giáo khoa lớp 7 á, môn giáo dục công dân á, có nêu. Cháu của tôi á, vừa mới học hôm trước, tôi có xem qua. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin lại chín phương trời, mười phương Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con tên là Trần Tấn Kiệt, 35 tuổi. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, con xin dâng cúng mâm bông trái. Con kính nguyện chư vị chứng giám và phù hộ cho con gái của con là Trần Thị Diễm Thì, đang học lớp 9, chuẩn bị thi chuyển cấp vào ngày mai. Kính xin quý ngài phù hộ độ trì cho con của con được thi đậu điểm cao vào ngày mai. Dạ, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô chín phương trời, mười phương Phật. Con Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con xin đội ơn quý ngài. Hôm nay là ngày gì mà nhân mâm quả cúng nữa vậy cha?
thì cha mua mâm bông trái cúng cho con ngày mai thi đậu tốt nghiệp lớp 9 được điểm cao đó. Ủa, tại sao phải cầu vậy cha, mà cầu là được thi đậu hả cha? Đúng rồi, mình phải có niềm tin vào tâm linh và thần thánh chứ con. Có cầu, có linh, có kim, có lành. Ngày mai con đi thi, con nhớ lấy cái bút này, làm bài thi nhau, không lấy cái bút khác nhau. Ủa, mà sao con phải dùng bút này vậy hả cha? Con có bút này rồi, con đang dùng quen loại bút này. Con đừng cãi cha, cái viết này thì cha đã làm phép sáng tạo vào nó. Nên lời rất linh nghiệm, ngày mai con sử dụng nó sẽ làm bài được thi đậu và điểm cao luôn đó. Ồ, vậy hả cha? Con không cần học mà chỉ cần dùng cái bút này để viết là được thi đậu hả cha? Đúng vậy, chứ sao nữa? Ủa, mà nếu con không học thì đâu có chữ nào trong đầu đâu mà viết hả cha? Thôi, con đừng có hỏi nhiều. Đó đó rồi con sẽ biết, sư phụ cha đã làm phép màu rồi, sư phụ cam đoan với cha là sẽ thi đậu mà. Sao kỳ vậy cha? Kỳ là sao? Con nhớ hôm trước bé Út em con có trả bài cho con môn giáo dục công dân lớp 7 mà. Bài gì? Có liên quan gì đến việc ngày mai con thi đâu? Dạ có, bài đó nói về mê tín dị đoan, trong đó có phần phù phép để thi đậu đó cha. Con nít mới có lớp 7 mà học cái gì mà tào lao vậy? Dạ, đây là sách giáo khoa của Bộ Giáo dục phổ biến ra đó cha, không phải là sách tào lao đâu cha. Nhưng con nhỏ mới có lớp 7 mà dạy cái này sao nó hiểu nổi? Dạ, con không biết bé Út em con có hiểu nổi hay không, nhưng con thì hiểu được chút đỉnh đó cha. Con hiểu sao nói cha nghe. Đây nè cha, sách giáo dục công dân lớp 7 của Bộ Giáo dục Đào tạo phổ biến ra. Đây là bài 16, quyền tự do, tín ngưỡng và tôn giáo. Ở phần bài tập có câu hỏi: theo em, những hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín dị đoan? 1. Xem bói. 2. Xem thẻ. 3. Lên đồng. 4. Yểm bùa. 5. Cúng bái trước khi đi thi để được điểm cao. 6. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên. 7. Đi lễ chùa. 8. Đi lễ nhà thờ. Con thấy đáp án của mê tín dị đoan là có 5 đáp án: xem bói, xin thẻ, lên đồng, yểm bùa, cúng bái trước khi đi thi để được điểm cao nè cha. Cha có thấy không? Ủa, đáp án thật vậy sao? Dạ đúng rồi, đây là sách giáo khoa mà cha. Nếu cầu mà thi đậu hết thì mọi người cầu hết rồi, đâu cần ai học chi nữa. Các thầy cô giáo thất nghiệp hết rồi. Hơn nữa con thấy nhiều người thi đậu tốt nghiệp thủ khoa luôn đó cha, mà đâu có cầu nguyện điều gì. Con thấy họ cần mẫn, chăm chỉ, học ngày học đêm, nên kết quả vậy là rất xứng đáng. Con đang noi theo gương các anh chị ấy để thi tốt nghiệp được kết quả cao, để gia đình mình được nở mày nở mặt với hàng xóm đó cha. Ừ, ngày mai con cố gắng thi nhé. Mà con học bài hát chưa? Dạ, con học xong lâu rồi, giờ chỉ cần ôn lại thôi. Vậy hả con, may quá hú hồn. Ủa mà cha ơi. Ừ? Mà mai con có cần phải cầm cây bút mà sư phụ cha làm phép để con đi thi không cha? Thôi thôi, không cần đâu. Để cha đem cây bút và trả cho con thầy liền. Ủa, mà sư phụ của cha là ai vậy cha? Thôi thôi, con nít hỏi nhiều quá làm gì. Để cha đi trả giết đây. Lát nữa cha về con ở nhà ông bà thích đi. Dạ, bye bye cha. Đó, các chị thấy đó. Quả thật á, là khi tôi đọc cái tin này tôi rất là bức xúc. Bởi vì hiện tôi là giảng viên của một cái trường đại học, cũng là một người thầy. Những cái sĩ tử sinh viên này nè, sau này có thể là sẽ là sinh viên, là học trò của tôi. Thật sự không thể chấp nhận được một cái sư thầy đã đi gieo rắc những cái tư tưởng mà cuồng tín vào đầu óc các em, mà còn gọi là chánh pháp của Đức Phật. Cá nhân tôi á, trước khi mà tôi dạy cho sinh viên của tôi thì thường tôi hay đặt ra hai cái câu hỏi cho sinh viên của tôi. Câu thứ nhất là 4.0 là gì? Và câu thứ hai là thời đại 4.0 thì con người phải như thế nào? Gọi là con người 4.0. Thì dường như là khi tôi đặt cái câu hỏi, hai câu hỏi này thì như các bạn không trả lời được.
mà các bạn chỉ có biết rằng là 4.0, còn cụ thể như thế nào thì các bạn cũng không có rõ. Thì sau đó thì tôi cũng có gợi ý như sau. 4.0 là người đứng bên trái đất này nè, và người bên kia trái đất nói chuyện với nhau như là ở bên cạnh nhau vậy đó. Rồi người ngồi ở trái đất này nè, có điều khiển robot hoạt động ở trên sao hỏa. Hoặc là người ngồi ở trên mặt đất mà có thể quan sát được đáy biển. Hay là bộ phận cơ thể của người này ghép được cho người kia. Vân vân. Thời đại 4.0 là vậy đó chị. Dạ vâng ạ. Thế thì thời kỳ trước 4.0 này là gì ạ? Anh có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả được biết nhiều hơn được không ạ? Dạ vâng. Thì tôi cũng xin được vắn tắt ngắn gọn như sau. Thời kỳ 1.0 là thời kỳ mà người ta chế tạo ra được cái động cơ hơi nước để nó thay thế cái sức kéo của sức người hoặc là sức động vật. Và cái thời kỳ 2.0 thì gọi là cái thời kỳ này là một cái bước nhảy vọt. Người ta đã phát hiện ra điện năng là một cái bước nhảy vọt. Mà đặc biệt là khi đó cái triều đình nhà Nguyễn đó có cử cụ Nguyễn Trường Tộ khi đi sứ qua Pháp. Khi cụ trở về đó thì cụ kể lại cái câu chuyện mà bóng đèn treo ngược bên Pháp. Thì không ai tin cả. Thậm chí còn nói cụ là mê tín. Còn khi mà thời kỳ 3.0 là thời kỳ khi người ta đã phát hiện ra được cái chất bán dẫn. Và người từ đó người ta chế tạo được ra cái con transistor đó. Đó. Thì cái đó là cái nền tảng để phát triển cái điện tử công nghiệp, điện tử. Rồi còn tới cái thời kỳ thứ tư, tức là gọi là chúng ta gọi là 4.0 hiện nay. Thì thời kỳ này chắc ai cũng biết rồi. Thứ nhất là Internet nè, máy vi tính nè, khoa học công nghệ nè, trí tuệ nhân tạo nè, robot nè, vân vân. Như hiện nay thì cũng gọi là thời đại nguyên tử và điện tử. Dạ vâng ạ. Anh có thể chia sẻ thêm về con người 4.0 như thế nào không ạ? Khi mà tôi có hỏi sinh viên của tôi á, thời đại 4.0 thì để mà đáp ứng được cái thời kỳ mà 4.0 thì con người cũng phải là 4.0 thì nó mới phù hợp. Thì theo tôi, con người 4.0 là phải như thế nào? Tức là con người phải có ý thức và trách nhiệm với chính bản thân mình, gia đình và xã hội. Sống bằng cái đầu óc khoa học, sáng suốt. Và đầu óc của con người thời đại nguyên tử và điện tử tuyệt đối không làm những cái chuyện vớ vẩn. Tức là làm mù, tinh mù. Tức là làm cái gì nó phải có một cái kiểm chứng cụ thể. Dạ vâng ạ. Sự phát triển của khoa học và nhận thức của con người thì luôn đi song song và đồng hành cùng nhau với nhau ạ. Thật thú vị quá ạ. Đấy là những cái gì mà tôi và các đồng nghiệp của tôi truyền đạt đến với các em. Và mong cho các em hướng tới là con người văn minh, sống trong thời đại 4.0. Thế mà một cái thầy tu có cái danh tiếng ở cái chùa Giác Ngộ đó lại đi làm ngược lại. Đem cái tư duy thời kỳ lạc hậu của con người thời kỳ đồ đồng để dạy cho các em. Còn tự cho là làm theo chánh pháp của Đức Phật. Thật là oan cho Ngài quá. Nhà vật lý thiên tài Einstein có nói về cái tinh hoa của Đạo Phật, mà còn công nhận là khoa học hiện nay còn phải là đi sau cái tinh hoa của Đạo Phật. Thế mà việc làm bùa phép này dám nói là chánh pháp của Đạo Phật. Thật là hết nói. Xin hỏi nè, mấy cái ấn đỏ đó, mấy cái giấy vàng đó xuất phát từ đâu? Chữ đỏ, trên cái chữ đó ghi cái chữ gì? Nó xuất phát có phải từ Ấn Độ hay từ lời Đức Phật dạy nói ra hay không? Trụ cột tương lai của đất nước được nhồi sọ như thế này. Cầm giấy tiền vàng mã dân sớ trên đầu là dân cho ai? Cho Phật ư? Phật có dạy như vậy không? Trụ trì một cái chùa mang tên Giác Ngộ ở một cái thành phố văn minh mà đi dạy những cái điều này hay sao? Dạ vâng ạ. Đây đúng là một cái sự bất cập đang tồn tại trong đạo Phật ngày nay anh nhỉ? Đúng là như vậy đó chị. Tôi cũng thấy vậy đó thưa anh chị. Hiện giờ tôi thấy dịch Covid đang bùng phát mạnh, nhà nước chính phủ ra sức tuyên truyền khẩu hiệu 5K, 6K như là khoảng cách nè, khẩu trang, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế và kiểm soát chặt chẽ. Thế mà một số chùa tụ tập lại để cầu an, cầu cho dịch bệnh Covid qua nhanh. Chưa hết, nhiều tăng ni của một số chùa cũng tập trung lại
cầu nguyện hướng về Ấn Độ. Tôi thấy những việc làm như vậy không cần thiết trong cái hoàn cảnh dịch bệnh đang diễn ra phức tạp như hiện nay. Dạ vâng ạ, nhưng mà tôi nghĩ đây cũng là sự chia sẻ giữa người với người thôi. Theo cái tinh thần từ bi của Đạo Phật, điều này nó cũng tốt chứ ạ. Thì tinh thần từ bi của Đạo Phật thì cũng quả thật là tuyệt vời. Nhưng mà Đức Phật có dạy, từ bi phải đi đôi với trí tuệ. Từ bi mà không đi đôi với trí tuệ thì sẽ gây ra những cái hậu quả khó lường. Niềm tin thì ai cũng có, không ai ép buộc ai được. Nhưng theo tôi, nếu chia sẻ thì tự mỗi người chia sẻ. Thời kỳ 4.0 rồi, đa số mọi người đều sử dụng mạng Zalo, Facebook hay là YouTube. Chỉ cần thời gian vài phút thôi, mình có thể chia sẻ qua mạng thì có hàng trăm, hàng nghìn người đến để mà biết đến, để mà họ hiểu đúng và làm đúng. Thì đây là sự thể hiện lòng từ bi một cách rất là khoa học và thực tế. Đừng có tập trung đông người như vậy, trong khi nhà nước, chính quyền đang ra tay tuyên truyền và truy vết dịch bệnh, thì ở đây các vị ấy cứ vô tư mà tập trung. Nếu cầu nguyện mà hết thì người dân Ấn Độ là sẽ hết trước, vì Ấn Độ là vùng Đức Phật. Thực tế thì Ấn Độ đâu có cầu hết được đâu. Hậu quả của việc tập trung đông người của một giáo phái ở bên Hàn Quốc vẫn còn sờ sờ ra đó. Sao mấy thầy mấy cô ấy không lấy đó mà làm gương? Dạ vâng, cũng hợp lý và thực tế rồi. Xin được cảm ơn chị Tuyền ạ. Một câu hỏi được đặt ra dành cho anh Nam, đó là những chuyện như là bói quẻ, xin xăm, như sao giải hạn, làm phép bùa chú, các quan gia trái chủ gọi phong vân vân, ai cũng biết là mê tín và nó không có trong đạo Phật. Tôi không nghĩ là quý thầy trong chùa lại không biết đến những việc này. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao quý thầy ấy biết những cái việc đó là mê tín nhưng mà vẫn làm những cái việc đấy trong chùa, thậm chí là ở những cái chùa rất là lớn tại đất nước chúng ta, thưa anh ạ? Dạ vâng, như đã nói ở trên á, thì mê tín không từ bất cứ một người nào. Dạ. Cho dù là người tu hay là người không tu, người ta cố chấp, người ta không chịu học hỏi, không cập nhật cái kiến thức, nên không biết được cái lẽ thật là một lý do. Hoặc khi biết mà cố tình qua mặt, biến tướng, dẫn dụ lường gạt người dân, Phật tử dưới nhiều hình thức nhằm mục đích vụ lợi. Ngày xưa, người ta cất nhà thường hay xem phong thủy, địa lý, thuận theo vật lý âm dương. Chẳng hạn như lựa nhà ở gần cái khu có cái nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm, lựa hướng gió cho nó tốt, đón ánh nắng mặt trời chiếu vào buổi sáng để tăng cường cái ánh nắng và luồng khí tốt, nâng cao cái sức khỏe cho người sống trong căn nhà đó. Thế nhưng mà dần về sau này thì người ta làm lệch hướng đi, người ta chuyển là xem bói và bói toán, đi xem ngày giờ tốt xấu vân vân. Rồi một cái ông thầy trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo của một tỉnh mà bào chữa việc xin xăm, bói quẻ, dâng hay sao, giải hạn, tổ chức đám cưới trong chùa vân vân, là một cái phương tiện để độ Phật tử. Thì chẳng khác nào là vẽ đường cho hưu chạy, giống như là khuyến khích cho người ta vậy. Nhưng mà người xưa có câu, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nghĩa là mình phải tự trách mình trước khi trách người. Người dân, Phật tử trước khi trách những cái người khác lường gạt mình, thì trước hết thì mình cũng phải tự xem lại mình, trách mình trước. Trách mình xem mình có nhẹ dạ không? Mình có cả tin không? Mình có tìm hiểu kỹ những cái thông tin hay không? Việc bị mắc lừa, dâng cúng tiền cho người khác, thế sao không biết tự trách mình trước? Nếu trước mình không có mê muội thì đâu có bị ông ta hay là những ông thầy lừa gạt. Dạ vâng ạ. Nhưng cái thế giới này nó có rất là nhiều cạm bẫy. Thì việc mình tin vào một ai hoặc là một cái việc gì thì mình phải dựa vào đâu ạ? Thưa anh ạ. Một người không muốn bị mê tín, tin lầm, tin sai sự thật, thì trước hết người ấy phải là một cái người đừng cố chấp. Có tinh thần học hỏi. Những điều gì hay, đặc biệt là tinh hoa của nhân loại, thì phải chịu khó học tập và học hỏi. Kế đến,
họ phải dựa vào khoa học thực tiễn cuộc sống để mà kiểm chứng. Người ta gọi là thế gian, tức là gian manh xảo trá. Thế giới của tiền tài, danh lợi, không ai cho không, biếu không ai một điều gì. Vì vậy, mình phải dùng cái đầu khoa học của mình để mà kiểm chứng rồi hãy tin. Rồi kế đến, phải dựa vào pháp luật. Cái nào pháp luật cho phép thì làm. Cái nào pháp luật nghiêm cấm hoặc hạn chế thì thôi đừng làm. Dạ, dạ vâng ạ. Thế thì còn chị Diễm Tuyền ạ, chị nghĩ sao ạ? Vâng, tôi cũng đồng ý với anh Nam về những lời trên. Khi mà nhận thức con người còn kém, thiếu tri thức về khoa học thì nhiều người sẽ mặc định về sự tồn tại của thế giới thần linh, ma quỷ, cõi âm theo nhận thức, suy nghĩ và trí tưởng tượng của họ. Vì vậy mới có những cái chuyện bi hài như là mặc cả, hối lộ thần linh, nhét tiền vào tay tượng Phật, đốt vàng mã, rất là nghi ngút với những cái suy nghĩ là dương sao âm vậy, càng nhiều lễ vật thì thần linh càng phù hộ nhiều hơn, vân vân. Đây là niềm tin và suy nghĩ của họ. Nhà nước mình cũng không cấm được vì chưa có ra được một cái chuẩn mực chung. Muốn nói mê tín thì phải chỉ ra cho họ biết được đâu là chánh tín. Tôi lấy ví dụ như các nhà khoa học xưa vẫn quan niệm theo thiết địa tâm, tức là trái đất là trung tâm của vũ trụ, mọi vật đều quay xung quanh trái đất. Học thuyết này vẫn cho là đúng, là chân lý. Cho đến khi thế kỷ thứ 16, các nhà thiên văn học người Ý, Galilei thì lại xây dựng học thuyết nhật tâm ngược lại với cái học thuyết trên. Lúc bấy giờ, ông Galilei liền bị các người thời đó cho là tà ma, là mê tín dị đoan, tin vào những cái chuyện kỳ quặc. Galilei cũng không tranh cãi được với họ, đành ngậm ngùi chịu mang thị phi là mê tín dị đoan. Thế nhưng bây giờ thì sao? Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, trình độ văn minh của con người đã lên cao, mới chứng minh lời của nhà thiên văn học Galilei là đúng, mới minh oan được cho ông. Như vậy thì các nhà khoa học ngày xưa trở thành mê tín, tức là tin sai sự thật. Còn ông Galilei nghiễm nhiên được xem là tin đúng sự thật, đúng chánh tín. Dạ vâng ạ. Thì thế thì hiện nay muốn chính tín thì phải dựa vào đâu ạ thưa chị? Như nói ở trên, luật tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo đã được ban hành, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Do đó, mọi người có quyền tin và làm bất cứ thứ gì, miễn là không vi phạm pháp luật, không gây hại cho người dân, cho quốc gia là được. Nếu chúng ta cho những cái người mà làm các việc trên là sai trái, là mê tín, nhưng mà đối với họ, họ thấy những việc làm của họ là đúng, là chánh tín thì sao? Chẳng lẽ lại tranh cãi qua lại? Vì vậy chúng ta phải dựa vào luật pháp. Cái nào luật pháp quy định là đúng, là chánh, còn cái nào luật pháp ngăn cấm thì chúng ta không có được làm như vậy. Tuy nhiên, những việc làm mê tín dị đoan lâu dần sẽ dẫn đến những cái hệ quả rất là xấu. Nhưng có điều, về mặt cảm quan, để phân biệt chánh và tà thì dựa vào những tiêu chí sau đây. Chánh là công khai, không có sợ bị phanh phui sự thật, sẵn sàng đối chất, đặc biệt là cho hỏi và cho chất vấn tự do, không có vòng vo, không mơ hồ. Ví dụ như chùa thì treo bảng hiệu rõ ràng, tu để thành Phật hay là tu để thành A-la-hán. Đây được gọi là hàng chính hiệu, như tu đúng thì được lên thiên đàng, tu sai thì đi xuống địa ngục. Đây là hàng chính hiệu. Còn tà thì lén lút, dùng mọi thủ đoạn để cướp của người khác, sợ chính quyền, sợ bị phinh phui sự thật, không dám ra đối chất, không dám cho hỏi tự do. Giải thích thì vòng vo, mơ hồ, không có vào thẳng vấn đề cần hỏi. Ví dụ như là chùa mang tên giác ngộ, nhưng không biết giác ngộ là gì, giải thoát làm sao, cũng không biết luôn. Đây là hàng giả, hàng nhái. Giả sử như có hai bên chánh tà, chỉ muốn biết bên nào là chánh, bên nào là tà, thì cứ cho hai bên gặp nhau, đối chất với nhau, mượn người có đầu óc khoa học thực tế làm chứng,
thì sẽ ra vấn đề ngay thôi. Xin được cảm ơn chị Tuyền ạ. Một câu hỏi nữa tiếp theo xin được gửi tới anh Nam, đó là thưa anh, thì theo anh đó, thì khi nào con người sẽ bớt mê tín hoặc là sẽ hết mê tín ạ? Khi nào con người chưa hiểu rõ được sự thật nơi trái đất này cũng như là trong vũ trụ này, thì ngày đó con người còn tin sai. Mà còn tin sai thì chắc chắn là còn mê tín. Vậy đâu là cái sự thật nơi trái đất này cũng như là trong vũ trụ này ạ, thưa anh ạ? Sự thật nơi trái đất này nói ra thì rất là dài. Phải nói từ căn bản cơ. Tại vì là nói về cái là vô hình, hữu hình, rồi vũ trụ, rồi trái đất. Nói chung rất dài, mà thời gian của chương trình có hạn. Xin hẹn sự thật online vào dịp khác. Tiếc quá. Nhưng mà sao mình biết đây là cái sự thật ạ, thưa anh ạ? Thì mình dùng cái đầu óc khoa học của mình để kiểm chứng. Đồng thời hiện nay á, cái mạng internet cũng đã phát triển tột bậc. Năm châu một chợ rồi, bốn biển một nhà rồi. Hai người cách xa nhau nửa vòng trái đất, giống như ngồi kế bên nhau rồi. Nhưng cái sự thật này không khó mà để chúng ta tìm thấy trên mạng. Nếu biết là mê tín dị đoan á, là sẽ mang đến những cái hệ quả rất là xấu cho dân cũng như là cho đất nước chúng ta, thế sao nhà nước của mình không ra lệnh dẹp bỏ mê tín dị đoan rồi đưa ra một cái chuẩn chung nào đó cho mọi người tin và làm theo ạ, thưa anh? Theo tôi á, đây nếu mà làm được là một cái sự nghiệp mà gọi là vĩ đại. Phải nói là như vậy. Nhà nước chúng ta vừa qua là đang đau đầu vì cái dịch Covid-19 và đang là hiện giờ cũng đang phòng chống rất là vất vả. Thì một vài cá nhân thiếu ý thức dẫn đến cái liên lụy cho toàn xã hội. Hiện nhà nước chúng ta cũng đang tiến hành tiêm vaccine để ngăn ngừa căn bệnh thế kỷ này cho người dân mình. Tuy nhiên, cái vấn đề mê tín dị đoan ngày nay được coi là cái căn bệnh của thời đại. Hiện cái căn bệnh này đang diễn ra một cách âm thầm trong từng người, từng nhà và rất là nguy hiểm, không kém gì cái con Covid-19 này đâu. Biến chứng của nó có thể là gây hủy hoại về mặt tinh thần cho người dân chúng ta, đặc biệt là các thế hệ trẻ, tương lai của đất nước. Nhà nào có người mà bị nhiễm cái căn bệnh này rồi sẽ rõ. Đơn cử như vừa rồi, các vụ như Hội Thánh Đức Chúa Trời nè, rồi câu lạc bộ tình người nè, rồi thần y trị bệnh nè, báo chí phanh phui, xã hội rầm rộ lên, vân vân, thì mọi người mới vỡ lẽ ra. Còn vừa rồi chị vừa hỏi là sao nhà nước mình không dẹp mê tín dị đoan, có phải không? Theo tôi á, nhà nước mình chưa đưa ra được cái chuẩn mực về thế nào là mê tín, thế nào không mê tín, thế nào là dị đoan và thế nào là không dị đoan, vân vân. Hiện chỉ dừng ở mức độ là gọi là tuyên truyền vận động, chưa đưa vào luật hay chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể. Ví dụ như là Quốc hội đã ban hành cái luật tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo vào cái ngày 18 tháng 11 năm 2016. Mãi hơn một năm sau, ngày 1 tháng 1 năm 2018 mới có hiệu lực. Tuy nhiên, sau đó mọi người mới vỡ lẽ ra là chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể. Thế nào là mê tín, thế nào là chánh tín, thế nào là chánh đạo, thế nào là tà đạo, vân vân. Người làm luật thì chưa hiểu được hết vấn đề trong cái việc mê tín, chánh tín này. Còn người dân thì đang chờ cái luật và thông tư hướng dẫn ra để biết cái nào đúng, cái nào sai mà làm. Cứ như thế này, cứ loay hoay mãi. Cụ thể như cái đầu cái tháng 4 năm 2021 vừa qua, trên thông tấn xã Việt Nam và các báo cũng đồng loạt đưa tin về lời phát biểu của ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, cũng là trưởng ban tôn giáo, về việc ngăn chặn các hiện tượng tà đạo và đề nghị ngăn chặn dứt điểm. Khi đọc bài này, tôi thấy lời của Bộ trưởng Vũ Chiến Thắng rất quyết tâm thực sự để thực hiện và ngăn chặn tà đạo này. Nhưng khi phân tích kỹ thì tà đạo là đạo như thế nào, rồi chánh đạo là ra làm sao, thì hiện chưa rõ ràng lắm.
Dạ vâng. Hiện nhân đây thì tôi cũng xin phân tích. Hiện nước ta có những cái đạo như đạo Phật, đạo Tiên, đạo Thánh, đạo Thần, rồi đạo Lão, đạo Khổng, đạo Tinh Lành, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Ông Bà, vân vân. Mà thế gian này á, đạo nào cũng cho mình là chánh hết. Và ngược lại á, lại cho các đạo khác là tà. Vậy thì dẹp đạo nào đấy? Xin hỏi, ai? Ai có thẩm quyền mà xác định được đạo đó là đúng hay sai? Mà cho người ta là tà đạo. Nếu không khéo ở chỗ này thì sẽ dễ mà xảy ra tranh cãi và xung đột giữa các tôn giáo. Dạ Phương ạ. À, tôi cũng nghĩ như anh Nam vậy á. Vâng. Vừa rồi á, đầu cái tháng 4 năm 2021 này á, báo Đại Đoàn Kết Hà Nội cũng tổ chức một cái buổi tọa đàm trực tuyến với cái chủ đề là phân biệt chánh đạo, tà đạo để tránh mê muội. Tôi thấy khách mời là các chuyên gia văn hóa nè, các chuyên gia tôn giáo, pháp luật và doanh nghiệp. Vấn đề xoay quanh về chánh đạo và tọa đạo. Thế nhưng, như câu hỏi tôi đặt ra ở trên á, thì buổi tọa đàm trên cũng không giải quyết được cái vấn đề chính đạo và tà đạo. Xin trở lại vấn đề cấm mê tín dị đoan. Dị đoan, theo tôi cấm thì rất phù hợp. Vì sao? Vì dị đoan á, là làm những cái việc kỳ quái, cũng gọi là kỳ cục. Thời văn minh ngày nay không ai chấp nhận những cái việc này. Còn mê tín có nên cấm hay không? Hiện nay trong nước Việt Nam ta có rất nhiều tín ngưỡng như thờ cúng nè, tu hành nè, đình, chùa nè, nhà thờ nè, rồi hội thánh nè, tòa thánh, thánh thất nè, thiền viện, tu viện, miếu mà còn gọi là miễu, vân vân. Thờ cúng cũng như tín ngưỡng của tôn giáo mình. Theo sưu tầm của tôi á, tôi thấy đạo Phật có rất nhiều pháp môn tu. Mỗi pháp môn tu đều có cái kết quả riêng của pháp môn đó. Tôi xin trình bày một vài cái pháp môn tu của đạo Phật mà có thành quả như sau. Xem coi có vị thầy nào phụ trách cái đạo mình á, có vướng vào cái mê tín này hay không. Thứ nhất á, là ngồi thiền dụng công tu hành, quán tưởng để chuyển biến vật chất theo cái ý muốn của người tu, để có thần thông cấp thấp mà người tu nói rằng là để giải thoát. Như vậy là không đúng sự thật. Mà không đúng sự thật thì đó là mê tín. Thứ hai, ngồi lý luận giảng đạo thật hay, mục đích để cho nhiều người khen, cho mình có kiến thức sâu rộng mà nói là để giải thoát. Đây hoàn toàn không đúng chút nào. Cũng là mê tín. Thứ ba, ngồi thiền dụng công tu hành để nghi tìm hay kiếm hữu dụng trong vật chất để phục vụ cho con người, mục đích chính là giúp cho con người bớt vất vả mà nói rằng là để giải thoát, tức là không đúng sự thật. Như vậy là mê tín. Thứ tư, ngồi niệm Phật để nhìn thấy cái hình bóng ảo của Đức Phật A-di-đà, mong Đức Phật A-di-đà rước mình về nước tịnh độ của Ngài sinh ra và sống ở đây, để hưởng vui tươi sung sướng trong cảnh thanh tịnh, mà nói là về nước A-di-đà không bị sanh tử. Vị nào nói ở nước tịnh độ này không bị sanh tử là hoàn toàn sai, tức là tin lầm, cũng gọi là mê tín. Vì không hiểu lời Đức Phật dạy trong kinh. Rồi kế đến, ngồi niệm mật chú để có thần thông trị bệnh cho người bị rối loạn điện từ, hoặc để cho người khác kính nể mà nói tu để giải thoát, hoàn toàn sai sự thật. Như vậy cũng gọi là mê tín. Đó, tôi chỉ nêu các phần nhỏ thôi về mê tín trong đạo Phật thôi. Nếu chị là nhà nước, chị có dám dẹp bỏ hay không? Dạ vâng, rất hay. Quả thực là không dám đâu ạ. Vâng, tôi thấy việc dẹp mê tín này rất là khó. Nếu không muốn nói là không thể. Điển hình như là mê tín trong cúng kiến. Đức Phật dạy ngũ thú tập cư địa, tức là nơi trái đất này có 5 loài sống chung, gồm thần, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tôi chỉ xin đưa ra nhiệm vụ của 2 loài như là thần và người thôi, thì sẽ thấy rất là nhiều mê tín như là
nhiệm vụ của thần á, thì có hai căn bản chính. Thứ nhất á, là thần ngự ở đình để chứng kiến lời thề của con người. Thứ hai á, làm những cái hiện tượng lạ để cho lừa người sợ mà bớt hung dữ. Nhưng á, người lập ra đình á, có những cái mê tín như là cầu xin thần ban phước cho mình. Nhiệm vụ của loài người á, cũng có một cái căn bản chính á, là sử dụng cái tánh người suy nghĩ và hành động để con người tạo ra nhân quả, dẫn đi luân hồi. Người nào không biết nguyên lý này á, nói sai lời Phật dạy là mê tín. Còn về mê tín nơi thờ phượng, thứ nhất chùa là nơi phổ biến pháp môn giải thoát, mà lại đem vào làm chỗ cúng kiến, xin xăm, coi bói vân vân, rồi diễn lý do này nọ, như vậy là đại mê tín rồi. Thứ hai, thiền viện là nơi tập trung nhiều người đến để mà dụng công tu hành, để có chứng có đắc theo sự ham muốn của con người. Tức còn bị quy luật nhân quả luân hồi ở nơi trái đất này mà nói là tu để giải thoát. Đây là sai lầm rất lớn, cũng còn gọi là đại mê tín luôn đó. Thứ ba, tu viện là nơi tập trung người đến để như là cầu xin lại lục, để mà ban phước, xin lộc, mà nói là tu viện để tu giải thoát. Đây cũng là đại mê tín. Phần tu viện này tôi thấy có một ông thầy ở huyện Bình Chánh lập ra. Ông nói rằng do không thích dùng cái danh từ chùa, vì chùa nó rộng lớn bao la quá, nên mới dùng cái danh từ là tu viện cho nơi tu hành của ông ấy. Rõ ràng là ông này không có hiểu gì về đạo Phật và lịch sử của đạo, vậy mà cũng nằm trong ban là hằng pháp trung ương đó. Rồi đình, đình là nơi mà tập trung dân làng để bàn những cái kế sách giữ nước hoặc là làm những cái lợi ích cho làng. Thế mà biến đình thành nơi cầu xin lại lục, đây cũng được xếp vào cái loại là mê tín. Kế đến là miễu hay là miếu. Miếu cũng là nơi mà người ta đến để cúng cô hồn nè, tại vì người ta có cái lòng mà thương cô hồn, đem phẩm vật đến cúng, thì trong cái những cái cô hồn ở trong miếu này đương nhiên là phải cảm ơn vì những cái người có lòng tốt. Nhưng trái lại, có nhiều người đến miếu thì cầu xin lạy lục cô hồn, xin cho mình ban phước cho mình nè, mình đẳng cấp cao hơn người ta mà xin người ta ban phước cho mình. Đó cũng là mê tín. Trên đây tôi chỉ nêu điển hình vài cái mê tín của con người thôi, chứ nói rộng ra thì không thể nào mà kể hết được đâu. Dạ, tôi chỉ trích đoạn một đoạn ngắn trong tín ngưỡng dân gian và đạo Phật. Mà đã có quá nhiều mê tín như vậy, nếu nói hết các đạo khác thì cũng không có thoát ngoài quy luật này được. Như vậy, nếu mà nhà nước mà cấm mê tín, đồng nghĩa là cấm tất cả những việc làm mà tôi phân tích nói trên. Vậy anh chị thử nghĩ xem họ phản ứng như thế nào đây? Dạ vâng ạ. Một câu hỏi nữa xin được đặt ra với lại anh Nam, đó là như vậy thì giải pháp đâu để cái hiện trạng mê tín này nó giảm bớt à? Trước khi tôi đưa ra những cái giải pháp, tôi xin nhắc lại thực trạng hiện nay về mặt tôn giáo. Tôi xin lấy ví dụ về đạo Phật. Tôi thấy cũng Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa mới đưa ra cái văn bản hướng dẫn tăng ni Phật tử hạn chế mê tín đó, nhưng không thực sự quyết liệt. Chỉ mang cái tính chất chung chung. Tôi muốn nói đến cái công văn số 16 của Hội đồng Trị sự ngày 6 tháng 1 năm 2020. Cụ thể như là Giáo hội đề nghị các tăng ni Phật tử không dùng các thuật ngữ yếm thế như giải hạn, dân sao, các oan gia trái chủ v.v. nhưng lại không hướng dẫn tiếp là nếu không dùng các thuật ngữ này thì dùng thuật ngữ gì. Tôi thấy công văn này giống như là đối phó với dư luận vậy. Rồi nhà nước mình có đưa ra một số cái chương trình hạn chế mê tín dị đoan, nhưng thực tế thì hiệu quả không cao và cũng không triệt để, không hướng dẫn đến tận gốc. Tôi muốn nói đến việc Quốc hội ban hành cái luật tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Rồi
Sau đó đó mọi người mới tá hỏa ra là không có thông tư hướng dẫn cụ thể như thế nào. Thế nào là mê tín, thế nào là chánh tín, đâu là tà đạo, đâu là chánh đạo, hoạt động nào là chánh pháp, hoạt động nào là tà, vân vân. Vì vậy mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng không biết đâu mà giảng dạy cho tăng ni Phật tử. Chính vì thế mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một phen ê mặt với nhà báo Lê Nghiêm, nguyên cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin Truyền thông. Khi nhà báo này nêu ra cái câu hỏi mà dư luận báo chí và người dân rất là đang thắc mắc, tức là hoạt động nào là chánh pháp, hoạt động nào là chưa đúng với chánh pháp. Vị này đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải có quan điểm rõ ràng, chính thức, mà phải có câu trả lời chính thức cho 96 triệu người dân Việt Nam. Vấn đề thứ nhất này, vấn đề thứ nhất là các hoạt động tín ngưỡng trong tổ chức Phật giáo Việt Nam mà chưa đúng với chánh pháp. Cái này là dư luận không chỉ trong Phật tử đâu, bên ngoài hàng triệu người Việt Nam ấy, bạn bè của tôi ấy, luôn luôn về hỏi là thì hoạt động nào là đúng chánh pháp, hoạt động nào không đúng chánh pháp. Thì trong năm 2019 là người ta rộ lên hàng trăm hàng nghìn bài báo về cái chuyện hoạt động nào là đúng chánh pháp, hoạt động nào không. Phật giáo Việt Nam sẽ có được hình ảnh uy tín cao hơn nếu làm rõ được cái gì là chánh pháp mà cái gì là chưa đúng chánh pháp, và có quan điểm rõ ràng chính thức. Cái này rất quan trọng nha. Quan điểm rõ ràng chính thức đối với 96 triệu người dân Việt Nam, thì cái này tôi nghĩ là rất là quan trọng. Nhân đây tôi cũng xin kể cho hai chị và quý vị nghe cái câu chuyện ngụ ngôn như sau. Dạ vâng ạ, xin mời anh ạ. Như có một cái thùng chứa nước, rồi có một người đàn ông nọ hàng ngày cứ chăm chỉ đều đặn múc một vài gáo nước từ ngoài đổ vào trong thùng, vẻ mặt rất là hân hoan với cái niềm tin một ngày nào đó thùng nước nó sẽ đầy. Theo các chị, thùng nước nó đầy không? Dạ vâng ạ, thì tôi nghĩ nó sẽ, đương nhiên nó sẽ đầy vào một ngày nào đó thôi ạ. Chưa chắc đâu. Sao lạ vậy anh? Vì ông ta không biết rằng ở sau cái thùng nước nó đang bị rò rỉ, nước đang bị chảy ra. Cho nên cái người đàn ông đó có múc nước cho vào cả đời đi nữa thì thùng nước cũng không đầy được. Muốn cái thùng nước đầy thì trước tiên ông ấy xác định đúng cái chỗ nào thùng nước đang rò rỉ, rồi từ đó tìm cái phương tiện để bích lại cái chỗ rò đó, bích đúng cái chỗ rò đó. Có như vậy thì một ngày nào đó thùng nước sẽ đầy. Dạ vâng ạ. Đây quả là một cái câu chuyện ngụ ngôn rất là hay và nó có nhiều ý nghĩa à. Tương tự như vậy, cái lỗ hổng về kiến thức, việc vận dụng tuyên truyền chưa được đẩy mạnh, sự chung tay đóng góp ý kiến của các tầng lớp khác nhau trong xã hội chưa được chú trọng để giải quyết các vấn đề về mê tín dị đoan, thì nào có khác cái lỗ hổng thùng nước bị rò rỉ trong câu chuyện ngụ ngôn kia đâu. Dạ vâng ạ. Thực trạng mê tín sẽ mãi mãi không bao giờ giảm nếu không được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Dạ vâng ạ, rất sâu sắc đấy ạ. Thì vậy thì theo anh, thì theo anh Nam thì phải thực hiện như thế nào? Nghĩa là đâu là giải pháp cho các thực trạng trên ạ? Theo tôi một việc hết sức quan trọng trước khi nghĩ tới việc đấu tranh ngăn chặn, giảm bớt cái tệ nạn mê tín dị đoan ra khỏi đời sống xã hội, đó là phải giảm bớt cái tệ nạn này ra khỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Mặt khác, cần phải tăng cường cái công tác tuyên truyền, giáo dục để toàn dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lớp trẻ nhận thức đúng đắn về tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan. Phân biệt rõ những cái hiện tượng mê tín dị đoan với các tín ngưỡng tôn giáo chân chính. Nhà nước đã ban hành cái luật tín ngưỡng và tôn giáo rồi. Thiết nghĩ nếu luật này được quán triệt, phổ biến sâu rộng trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở các cấp cơ sở, trong đó có hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ v.v. sẽ hạn chế được
những cái vụ việc đáng tiếc như thỉnh oan gia trái chủ của cái chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh, hay nhóm câu lạc bộ tình người ở Hà Nội, và gần đây nhất là thần y trị bệnh câm điếc mà dư luận xôn xao rất nhiều. Rồi hoạt động của các tổ chức đoàn thể, có thể là định kỳ rà soát các tổ chức tôn giáo ở địa phương, chấn chỉnh những cái hoạt động mà nó lệch chuẩn. Và nhất là người dân phát hiện những cái hoạt động khác lạ thì cần thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cơ quan an ninh có biện pháp xử lý. Tiếp theo là cái sự quan tâm của gia đình, nhà trường đến những cái hoạt động của con em, học sinh rất là quan trọng. Gia đình và nhà trường là môi trường giáo dục ban đầu và rộng rãi nhất của xã hội, góp cái phần duy trì cái bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ở nhà trường có thể dựa trên cái giáo dục công dân và giáo dục quyền con người. Tôi thấy thực trạng hiện nay nè, cái tiết học giáo dục công dân trong các lớp phổ thông có vẻ như chưa được xem trọng. Điều này quả thực đáng báo động. Cần phải đẩy mạnh cái mảng giáo dục công dân để nâng cao cái trình độ nhận thức. Mà phải giáo dục từ nhỏ kìa, chứ để lớn lên rất khó. Chỉ bảo phải dạy cho các cháu phân biệt được đúng sai, phải quấy. Thầy cô phải đưa ra được những hình ảnh minh họa cụ thể, sống động. Rồi trong giảng dạy, cần giúp cho các em nhận thức về phân biệt rõ những cái hoạt động nào là mê tín dị đoan, nhằm tăng cường cái sức đề kháng, cũng như cái khả năng miễn dịch về mặt tinh thần cho các em. Đây cũng là một trong những cái bước mà chúng ta tìm cái cách bích lại cái lỗ thủng thùng nước như tôi nêu trên. Kế đến là tăng cường đẩy mạnh truyền thông, báo chí, khuyến khích những tấm gương tốt, những cái giáo dục giỏi. Tôi thấy giá trị của một dân tộc nói chung á, dân tộc Việt Nam nói riêng á, phải kể đến cái tinh hoa của Đạo Phật, cũng gọi là tinh hoa của cả nhân loại, mà hiện nay người dân Việt Nam đang may mắn nhận được. Đây là một trong những cái nét đẹp, điểm khác biệt của dân tộc ta. Cần tăng cường đẩy mạnh các phương tiện truyền thông để phổ biến ra cho thế giới, cũng như du khách quốc tế đến thăm các di tích văn hóa, các cơ sở vật chất của các tôn giáo. Chứ tôi thấy hiện nay á, xu hướng truyền thông đa số là chiếu nhiều cái showbiz rất là nhảm nhí, tầm thường. Báo chí thì đăng tin giật gân, câu like, câu view, mà quên lãng đi những cái giá trị cốt lõi của giáo dục làm người. Rồi tiếp đó là phát triển việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Đừng để mà số người không nghề ngỗng, ăn không ngồi rồi quá nhiều, dẫn đến những cái tệ nạn trong xã hội, vân vân. Những vấn đề này cần phải có thời gian, không phải làm một sớm một chiều mà được, nhưng phải kiên quyết, quyết tâm thì mới được. Dạ vâng ạ. Những cái góp ý của anh Nam thật là bổ ích và có giá trị ạ. Xin cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Thế còn chị Diễm Tuyền, chị nghĩ sao ạ? Vâng, tôi thấy cái góp ý của anh Nam rất là hợp lý. Tôi cũng công tác bên ngành giáo dục nên tôi thấu hiểu được tâm tư và trăn trở của anh Nam. Tôi cũng mong rằng nhà nước mình nhanh chóng tập hợp tất cả các ý kiến của cơ quan, ban ngành cũng như người dân để mà lấy những cái ý kiến hay về vấn đề mê tín, chánh tín, tà đạo, chánh đạo, phải phát huy cái quyền làm chủ của nhân dân. Đảng và nhà nước đã trao cho dân mình là 6 quyền: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Thì phải tin tưởng dân sẽ thực hiện được những cái việc đó. Quý vị phải lắng nghe ý kiến của dân, đừng phân biệt và coi thường người dân. Cá nhân nào, tổ chức nào, nhóm hội nào mà đóng góp ý kiến hợp tình hợp lý thì phải ghi nhận nhằm hoàn thiện hơn phần hệ thống pháp lý để đưa vào luật tín ngưỡng tôn giáo. Từ đó những người mà chưa có hiểu biết tin sai trước kia mới phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai để mà tránh, đồng thời có biện pháp
là chế tài và hình phạt thật là nặng để răn đe những trường hợp vi phạm hoặc là cố tình vi phạm. Ngoài ra, cái mê tín không chỉ dừng lại ở người dân mà còn núp bóng trong các đạo giáo. Tôi xin lấy dẫn chứng như là trong đạo Phật, tượng Phật đặt ở chùa là để cho Phật tử hay người dân đến chiêm bái và học hỏi những gì Đức Phật dạy. Vậy mà một số chùa lại đem hình tượng Đức Phật ra để kinh doanh buôn bán, buôn thần bán thánh, như là đem tượng Phật để mà đưa đám tang cho người chết, hoặc dùng những cái hình ảnh Đức Phật để chứng minh cho các lễ cưới trước chánh điện, rồi đơn cử như việc đọc kinh hàng ngày. Đọc kinh là để cho mình nhớ lời Phật dạy, chỉ cần đọc vài lần là mình nhớ rồi, từ đó mình mới thực hành theo đúng lời Phật dạy, mới là giác ngộ. Còn đằng này, ngày nào cũng đọc, cũng tụng trước tượng Phật, hết quyển này đến quyển khác. Nhưng khi hỏi ra nội dung trong kinh ấy, muốn nói gì thì lại không có hiểu. Tôi lấy ví dụ như một ông thầy giáo nọ bảo học trò là con hãy học thuộc bản cửu chương. Thế là cậu học trò ấy ngày đêm cố gắng học thuộc bản cửu chương ấy một cách rất là chăm chỉ. Đến một ngày, cậu học trò ấy đã thuộc bản cửu chương rồi, đem trả cho ông thầy giáo. Vị thầy ấy rất là hài lòng vì nghe lời chỉ bảo của mình, cậu học trò đã hoàn thành rồi. Nhưng mà ngày nào cậu ấy cũng cứ đem bản cửu chương ra trước mặt ông thầy, đọc tới đọc lui lẩm nhẩm hoài, rồi còn quỳ xuống lạy ông thầy nữa. Cứ thế ngày này qua tháng nọ. Một hôm ông thầy bảo, này con, ta bảo con thuộc lào bảo cửu chương để sau này con biết con làm mấy cái phép tính toán, chứ đâu phải biểu con học thuộc lào rồi cứ ngày nào con cũng đem trả bài cho ta, rồi còn lạy ta làm chi, ta đâu có bảo con làm điều đó. Dạ vâng. Đó, cũng y như vậy, Đức Phật dạy chúng ta những lời trong kinh là để chúng ta đọc thuộc, thực hành những lời trong kinh, đó mới gọi là giác ngộ lời Phật dạy. Còn đây quý thầy quý cô cứ đem kinh ra đọc ê a hằng ngày trước tôn tượng của Đức Phật thì có khác nào cậu học trò đã đọc thuộc lào bảo cửu chương hôm đó đâu. Đây mới chỉ là nhắc đến giác ngộ lời Phật dạy thôi, chứ chưa đề cập tới vấn đề giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thật là xa vời lắm. Dạ vâng ạ, một câu chuyện rất hay và có nhiều ý nghĩa ạ. Thứ hai nữa, theo tôi thì đạo Phật hiện chưa có quyển giáo lý thật sự đâu. Tại sao vậy chị? Nếu không có giáo lý thì những gì mà trong quý thầy đang dạy là mọi người đang học theo cái gì ạ? Đó chỉ là giáo kinh thôi. Ví dụ như trong kinh A-di-đà, kinh Dược Sư, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Kim Cang vân vân. Vậy hả chị? Dạ đúng vậy á. Mỗi vị thầy, mỗi chùa thích kinh nào thì đọc kinh đó. Vì là giáo kinh nên mỗi thầy thích đọc kinh nào thì thực hành theo kinh đấy. Mà mỗi kinh đều có nội dung và mục đích khác nhau, nên mới có cái trường hợp là mỗi thầy dạy một kiểu. Đó, chưa nói đến mỗi thầy tưởng tượng thêm để dạy nữa. Chính vì vậy mới có xảy ra nhiều chuyện bi hài giữa các lời dạy của các thầy với nhau. Chuyện bi hài à? Bi hài như thế nào ạ? Dạ, tôi xin lấy ví dụ về cái việc hiện nay đạo Phật chưa có quyển giáo lý, như là một thước đo chuẩn mực trong việc học tập và thực hành các lời dạy của Đức Phật. Khi câu hỏi được đặt ra, đạo Phật có phải là một tôn giáo hay không? Thì ông Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam lại khẳng định là đạo Phật là một trong ba tôn giáo lớn ở trên thế giới. Còn ông Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo thì kết luận rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo. Rồi một câu hỏi khác đặt ra là Đức Phật dạy bao nhiêu năm trong cuộc đời Ngài? Thì ông Viện trưởng trả lời Đức Phật dạy tổng cộng là 49 năm. Còn ông Phó Viện trưởng đoan chắc rằng chỉ có 45 năm thôi, không phải là 49 năm. Rồi cái câu hỏi hóc búa khác được đặt ra là làm sao để giải thoát? Thì ông viện trưởng trả lời là mới đầu thì ăn rễ cây, lá cây, và trái cây, sau cùng nhịn ăn từ 1 đến 7 ngày, hoặc là không ăn luôn, mới tiến tới được giác ngộ giải thoát. Đem câu trả lời này đặt lại cho ông phó viện trưởng thì ông này quả quyết rằng ông thầy nào mà trả lời như trên là không học Phật ngày nào, là mê tín, là phản khoa học, phản Phật học, làm bậy, truyền bá bậy sẽ dẫn đến những cái hậu quả xấu. Đó, anh chị thấy đó, cười ra nước mắt chưa?
rồi một vị trong ban hoằng pháp trung ương khác nữa đi giảng đạo mà nói mình cũng giống như Phật tử, là người mù giờ voi thôi, đụng đâu nói đó. Tiếp đến là một ông tiến sĩ Phật học khác dạy Phật tử đừng có phân biệt giữa rác và hoa, cứ xem hoa như rác, xem rác như hoa, đừng có dùng tâm phân biệt. Rồi còn vấn đề cầu an nữa, mọi người cứ bảo nhau là chính pháp, là chính thống của đạo Phật. Nhưng mà chúng ta thử nghĩ xem, nếu cầu mà an được như thế thì ngày nào cũng cầu làm chi? Mà an rồi thì cầu chi mà cầu hoài vậy? Mà mình nhìn đi nhìn lại có thấy vị nào an đâu. Còn rất nhiều tình huống dở khóc dở cười trong những lời dạy của các vị này. Đây quả thật là bôi nhọ Đức Phật vì không có hiểu lời dạy của Ngài, cũng là nỗi nhức nhối gây chấn động trong cộng đồng Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung. Trong kinh Đức Phật dạy, nếu mà tin ta mà không có hiểu ta thì giống như là đang phỉ báng ta vậy. Nếu như mà đạo Phật có giáo lý thì đâu có xảy ra những chuyện như vậy. Ồ, nhưng mà tại sao tôi thường hay nghe các thầy bảo là giáo lý trong đạo Phật dạy thế này thế kia? Đó là các thầy ấy nói vậy thôi, chứ thật sự họ có thấy mặt mũi quyển giáo lý ra làm sao đâu. Chứ giáo lý nhà Phật á, là phải chuẩn mực, phải rõ ràng, chỉ rõ công đức, phước đức là như thế nào, tu sao giải thoát, tu sao luân hồi, vân vân. Có hệ thống rõ ràng, chứ không phải là 10 ông giảng 10 kiểu khác nhau như thế. Vì vậy tôi mong các vị trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhất là những cái vị tu hành lâu năm, những các vị tiến sĩ Phật học, những giảng sư Phật học lừng danh, có kinh nghiệm đi giảng khắp trong và ngoài nước, vân vân. Các vị này nên ngồi lại với nhau để vạch ra những vấn đề còn tồn động mà dư luận cũng như Phật tử đang bức xúc. Từ đó đề ra phương án để giải tỏ thắc mắc cho người ta. Đạo Phật là tự giác, rồi giác tha, nghĩa là tự mình giác ngộ chân lý chân thật, rồi mới nghĩ đến việc độ người khác. Tôi xin hết à. Dạ vâng, lời chia sẻ của hai vị khách mời thật là thú vị, quý giá và rất là nhiều bổ ích à. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Xin được cảm ơn chị Trần Thị Diễm Tuyền và anh Trần Hoài Nam đã nhận lời mời tham dự của chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Hai vị đã mang đến cho chương trình và những cái đóng góp ý kiến rất là hay và bổ ích à. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị rất là nhiều ạ. Kính thưa quý vị, nhìn lại những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những bước phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, không ít người đã bị cuốn vào cuộc đua bởi nhiều nghi lễ, lễ hội, linh đình. Những phong tục, tập quán, những hình thức tín ngưỡng tôn giáo chân chính bị biến tướng pha đậm màu sắc mê tín dị đoan. Không còn ý nghĩa như xưa trở thành là nơi buôn thần, bán thánh. Niềm tin mù quáng vào một thế giới siêu nhiên, tin vào sự quyết định và chi phối của thần tiên, ma quỷ sẽ thay chỗ cho mọi niềm tin khác, trong đó có cả niềm tin vào sức mạnh bản thân con người. Chính những niềm tin mù quáng sẽ làm cho con người mất đi sức mạnh cải tạo thế giới tự nhiên, làm cho xã hội mất đi động lực phát triển, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế đất nước, mà hàng năm nhà nước ta phải chi hàng nghìn tỷ đồng để xóa các tệ nạn này. Một tôn giáo chân chính, một dân tộc văn minh không cho phép sự mê tín len lỏi trong tín đồ của mình và trong dân tộc mình. Thế nhưng, đạo Phật, một đạo mang danh là giác ngộ, mà mê tín đâu đó vẫn còn tồn tại thật nhiều. Đây quả là một điều thật đáng tiếc. Dịch bệnh là thực tế, là hậu quả của con người tàn phá thiên nhiên mà ra, chứ chẳng phải là sự nổi giận của một đấng thần linh nào cả. Chúng ta thường hay cứ rỉ tai nhau rằng bom B-52, bom hạt nhân, bom hóa học, vân vân là những loại vũ khí giết người tàn độc trong quá khứ. Thế nhưng, lịch sử đã bước sang một trang mới. Covid-19 hiên ngang xuất hiện như một loại bom sinh học phát triển theo nền văn minh của con người. Mới là vũ khí đáng gờm nhất đã và đang thách thức nền y học của toàn nhân loại. Nếu như ngoài kia bom COVID đang lây lan, phát triển,
sẵn sàng tiêu diệt bất cứ một mục tiêu nào mà nó đi ngang qua, trong đó có cả người dân Việt Nam chúng ta. Thì bên trong, những kẻ lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan đã âm thầm lén lút cho chảy len lỏi vào con người Việt Nam, trải qua từ thế hệ này sang thế hệ khác, để rồi dần dần bị hủy hoại từ tinh thần cho đến thể xác. Đây quả thực là một thứ giặc nội xâm có tầm nguy hiểm và sát thương gấp rất nhiều lần quả bom sinh học COVID-19. Việc trang bị cho người dân Việt Nam một hệ thống kiến thức giáo dục vững chắc, khoa học và thực tế thì không bao giờ là một sự dư thừa. Từ đó sẽ diệt trừ được tận gốc rễ, chứ không phải là thực trạng hỏng chỗ nào rồi lại vá chỗ đó như hiện nay chúng ta đang làm. Hình ảnh thùng nước bị rò rỉ từ bao đời mà người đàn ông kia không hề hay biết cũng là một bài học đáng để chúng ta cần phải suy ngẫm. Do vậy, thiết nghĩ, giặc nội xâm mê tín dị đoan này cần được đặt lên bàn cân đúng nghĩa, cần lấy ý kiến đóng góp của mọi người dân, của cùng mọi tầng lớp trong xã hội và tiến hành mổ xẻ vấn đề một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết. Có như vậy, tư tưởng lấy dân làm gốc mà đảng và nhà nước ta đang xây dựng mới thực sự có ý nghĩa. Từ đó, xã hội chủ nghĩa mà nước ta đang hướng tới mới thực sự là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Một xã hội do nhân dân làm chủ, nơi đó con người có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, đó là những gì mà chương trình Sự Thật Online mong muốn gửi gắm đến quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình rất sẵn lòng nhận mọi ý kiến đóng góp của tất cả quý vị, cũng như sự gợi ý về các chủ đề tiếp theo trong chương trình Sự Thật Online. Mong có thật nhiều sự đóng góp, ý kiến của mọi người nhiều hơn, từ nhiều góc độ khác nhau, để sao cho chương trình ngày càng được tốt đẹp hơn, nhằm lấy lại hình ảnh của một chánh pháp đạo Phật xưa kia vốn đã bị mai một sau hơn 2564 năm. Mọi thư từ và đóng góp ý kiến xin được gửi về địa chỉ email sự thật online 2020@gmail.com hoặc qua kênh facebook.com/suythotonline hoặc qua kênh youtube.com/suythotonline. Còn bây giờ, chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại!